Tiếp theo video 165 hả anh em. Một cây linh sam 86. Linh sam 86 zin hả anh em. Cây này khá lùn luôn ha, tàn hãm hết trơn nè. Đó, em vô kém hết này. Kém này về mình mở ra cũng được rồi ha. Vậy anh em lấy cái kìm á, bấm. Bấm ra, bấm kẽm ra là tàn khá là đều rồi. Vô chậu sống khỏe luôn ha. Này vậy anh em mình tưới nước là mình chơi thôi, không có cần thay chậu, thay chất chồng gì hết. Tàn ấm rồi nè. Đó. Cái gốc ở đây ha anh em, hai thằng ha. Hai thằng vừa mở liền luôn ha, dính liền luôn rồi. Cao tầm 16 xăng ha anh em. Linh sam 86. Loại này thì bông liên tục luôn, bông màu tím nè, nó cứ già già là ra bông thôi. Tàn ấm ha. Cây này em xin Zalo với anh em giá 800k bao ship ha. 800k bao ship.